Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 29 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Xin cảm ơn ba cô bé Anna Duy Bùi đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 200: Vì sao các ngươi vẫn còn sống? Cổ họng của hán tử mặt dài động một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trường đao rét lạnh gác lên cổ của hắn, thoáng dùng lực thì có tơ máu cực nhỏ chảy ra. Hắn không dám trì hoãn, chậm rãi đứng người lên. Đừng có xúc động, chuyện gì cũng từ từ nói chứ. Hán tử mặt dài run rẩy lên tiếng. Trên cổ Ngô Ứng bị người cắt một đao, hắn cũng không muốn sau một lát mình cũng giống như tư thế với Ngô Ứng nằm trên mặt đất. Dù sao, hắn và Ngô Ứng chưa có giao tình gì, chỉ là quan hệ lợi ích, lợi dụng lẫn nhau. Trong lòng chưa từng nghĩ sẽ báo thù cho hắn, nhưng mà cũng không đáng chết cùng hắn. Trong lòng, đang cầu xin thư sinh này không nên xúc động. Lối vào căn liều, ba người liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi di động vào bên trong một chút. Ba người các ngươi ra ngoài. Thư sinh kia đứng lên, trường đào vẫn gác lên cổ của lão tứ, nhìn ba người kia nói. Ba người không biết làm sao dừng chân chậm rãi lui ra ngoài. Lão tứ còn đang trong tay của thư sinh, dạng nhất mà hành động thiếu suy nghĩ chọc giận hắn, tay rung một cái thôi, đầu của lão tứ không còn rồi. Chỉ có thể trước là làm theo ý của hắn đi, tạm thời lui ra ngoài. Thư sinh tựa hồ bị thương không nhẹ, sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Giờ phút này trong lòng của ba người càng thêm phiền muộn. Lúc trước khi mà Ngô Ứng nói về thư sinh này với hắn, khẩu khí chẳng hề để ý, khinh thường đến cực điểm. Một mình hắn sẽ ôm tất cả mọi chuyện, chỉ cần là bốn người bọn họ trong đêm đi qua đây, ép hỏi ra cách điều chế, sau đó mấy người lập tức kết bạn, chạy trốn khỏi Khánh Năng Phủ. Thật là không nghĩ đến, bọn họ dựa theo ước định mà đến, Ngô Ứng đã chết, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện lời nói lúc trước. Chết trong tay của thư sinh yếu đuối, trong miệng của hắn, nay còn góp thêm cả lão tứ vào nữa. Nghĩ đến những lần Ngô Ứng miêu tả thư sinh, trong lòng ba người đồng mắng một tiếng. Con mẹ nó chứ, thật là người đọc sách, tài trối gà không chặt sao? Sau khi giải quyết Ngô Ứng, còn có thể tỉnh táo, ngồi xổm ở đó mà giả trang hắn nữa, gác đào ở trên cổ của lão tứ, ai mới giống là dân liều mạng đấy chứ? Mà lúc này, dân liều mạng trong lòng bọn họ cầm trường đao trong tay, sắc mặt tái nhợt, một cơn buồn ngủ tràn vào trong đầu. Lý Dịch bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, cả người thanh tịnh mấy phần. Bốn người tính cả hắn tử mặt ngựa, tạm thời bị hắn cưỡng ép, đối phương có bốn người. Đơn đả độc đấu, khẳng định không đối thủ có bất kỳ một người nào trong bọn họ. Nếu như không phải mượn đêm đen giả bộ làm Ngô Ứng để mà lừa hắn tử, chỉ sợ hiện tại hắn vừa đào thoát khỏi móng vuốt sói lại rơi vào trong miệng cọp rồi. Vì sao lúc nào mình gặp phải cái bọn Dương Bát Đản thế này chứ? Không phải nhân vật chính luôn gặp may à? Tình huống trước mặt thực không có lạc quan. Tuy có thể dùng hán tử kiềm chế mấy người này một chút, nhưng mà vẫn không trốn thoát được rồi. Hắn không có thể lực vừa dùng đao kề trên cổ hán tử, vừa dọc theo đường đi trở về. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác dưới chân có một chút lạnh, cúi đầu nhìn xuống, chân trái chỉ mang tất, không biết lúc nào đã ném đi chiếc giày rồi. Vừa rồi dĩ nhiên không có chú ý. Khẽ thở dài một tiếng, mặc dù tình thế không lạc quan, nhưng mà vẫn không thể từ bỏ. Một lần nữa cắn đầu lưỡi của mình cho thanh tĩnh lại một chút. Bây giờ không cần phải sốt ruột rời khỏi. Trước là khôi phục một ít thể lực, đợi lát nữa mới có sức lực bàn về điều kiện cùng với đám gia quả này. Bằng không, chờ đến khi thân thể khoáng chịu không được nữa, lúc đó mới thực sự là bi kịch. Tuy cách điều chế như ý lộ, trọng yếu nhưng mà mạng còn quan trọng hơn chứ. Đại ca, thư sinh kia không có cắt cổ lão tứ đó chứ. Bên ngoài liều, nam tử cầm đao cao lớn, nhìn hắn tử mặt thẹo có một chút lo lắng hỏi. Sẽ không, thư sinh kia là một người thông minh, nếu như hắn giết lão tứ, hắn cũng sẽ không chạy thoát đâu. Hắn tử mặt thẹo còn chưa mở lời, nam tử gầy gò đã mở miệng trước. Không sai, hắn tử mặt thẹo trầm giọng mở lời. Nếu như hắn muốn mạng sống thì sẽ không động đến lão tứ. Tuy không biết hắn làm sao mà giết được Ngô huynh đệ, nhưng mà xem ra hắn cũng bị thương không nhẹ.
lấy cơ linh của lão tứ sẽ không xảy ra đại sự gì. Chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi. Ta nghĩ không lâu nữa, hắn sẽ tự mình đi ra thôi. Hán tử mặt thẹo còn chưa nói hết lời, sắc mặt của ba người đồng thời biến đổi, nhìn về phía nhau. Dưới ánh trăng, một đạo bóng dáng như ẩn như hiện đang nhanh chóng áp sát tới. Người nào? Ba người cơ hồ đồng thời quay người lại, cái bóng kia chạy tới với tốc độ cực nhanh. Mới qua hai lượt hô hấp, ba người đã thấy một tuấn mã đang chạy như bay đến đây, một cô gái trẻ ngồi trên đó. Tay của nữ tử kia cầm một tấm vải nhỏ phi thân xuống từ trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Đêm hôm khuya khoắt, quan sơn giả lĩnh thế này xuất hiện một nữ tử, trong lòng của ba người cực độ ngoài ý muốn. Đại ca, nhị ca, không phải là ông trời biết rõ mấy huynh đệ của chúng ta tịch mịch trong đêm cho nên đưa tới một mỹ nhân để mà giải sầu đó chứ. Nam tử cầm đao sững sờ một lúc, mượn ánh trăng thấy rõ tướng mạo của nữ tử kia. Trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đảng đi qua. Tuy không biết tại sao mà nữ tử này lại xuất hiện ở đây, nhưng mà nguyên nhân không còn trọng yếu, kết quả mới là quan trọng. Con ngựa không tiến thêm nữa, trong tay của nữ tử cầm miếng vải nhặt được trên đường núi, nhìn về phía căn lều phía trước. Bên kia, cành khô lá héo úa đầy đất, một chiếc giày không hài hòa hiện ra dưới ánh trăng. Mùi máu tươi, trong không khí tản ra mùi máu nhàn nhạt để cho tim của nàng chìm xuống. Lý Dịch đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử đang đi tới, lạnh giọng hỏi. Lý Dịch à? Nam tử cầm đao, nghe vậy sững sờ, sau đó mới nghĩ đến đây chính là tên của thư sinh mà Ngô huynh đệ đã nói. Thì ra nữ tử này đến để mà tìm thư sinh kia sao? Thật là xảo hợp, nếu như có thể bắt được nàng, uy hiếp thư sinh đối với lão tứ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Mà dáng dấp của nữ tử này, nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười dâm đảng. Cô nói thư sinh kia sao? Hắn đã chết rồi. Nhìn nữ tử trước mặt nói, theo ta thấy, cô không cần phải tìm thư sinh kia để làm cái gì. Các ca ca của người không mạnh hơn hắn ngàn vạn lần sao? Hắn đã chết à? Trong tay của nữ tử, một mực quanh quẩn một câu nói này, thân thể của nàng run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cuối cùng dẫn tới chậm sao? Lão Tam bắt nàng trước, chuyện của hắn một hồi nói sao đi. Nam tử trầm ổn lên tiếng. Lão Tam trước giờ đều sắc tâm khó sửa, đã từng gây ra không ít chuyện. Nữ tử này xuất hiện quỷ dị, chế trụ nàng trước, sau đó áp chế thư sinh kia mới là khẩn yếu. Ta nói nhị ca, các huynh sao mà thô lỗ vậy? Không được làm cho mỹ nhân này hoảng sợ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng dấp xinh đẹp này. Nam tử được xưng là lão Tam để đào xuống, trên mặt hiện ra vẻ chế nhạo, đưa tay về phía nữ tử, định sờ lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn đã chết, vì sao mà các ngươi còn sống? Ngay vào lúc này, một giọng nói băng lãnh không chứa đựng bất kỳ một tia cảm tình nào đột nhiên vang lên. Nam tử kia sững sờ, sau một khắc, trước mắt xuất hiện một dải lụa màu trắng. Hắn bỗng nhiên trợn to hai con mắt, hai tay che cổ họng, cố gắng hô hấp. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ phí công, máu tươi tràn ra từ khe hở hai tay, ngã xuống đất phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chương 201 cuối cùng cũng đợi được. Ánh kiếm nhanh như tia sét, một kiếm chém đứt yết hầu. Đến khi thi thể của nam tử kia ngã trên nền đất đầy cành khô lá úa, hán tử mặt thẹo cùng với nam tử trầm ổn mới tỉnh hồn. Dưới ánh trăng, cổ họng đang chảy đầy máu, hai mắt của nam tử trợn ngược. Đến chết hắn cũng không rõ vì sao mà nữ tử chỉ là đồ chơi trong mắt của hắn, thoáng chốc đã biến thành Diêm Vương câu hồn đoạt mãn rồi. Lão Tam mặt thấy huynh đệ sớm chiều ở bên cạnh chết thảm dưới lưỡi kiếm của nữ tử, đến thời gian ngăn cản bọn họ cũng không có, thậm chí còn chẳng nhìn rõ nàng xuất kiếm như thế nào. Hắn tự mặt thẹo ngây người một lúc, biểu cảm trên mặt cực kỳ bi phẫn, trong miệng quát ra tiếng rống trầm thấp, kéo trường đao bên hông phi lên mấy bước chém về phía nữ tử. Một chiêu này xuất ra toàn lực, thẳng thắn dứt khoát, để không khí phát ra âm thanh như xé giải. Trước hôm nay không biết đã có bao nhiêu người bị thanh đại đao khoáng chém thành hai khúc. Đối mặt với một đao bổ xuống đầu, nữ tử kia không hề né tránh. Khi thế đao sắp giáng xuống, ánh trăng bốn phía tựa như sáng hơn. Trong liều, Lý Dịch
liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, chỉ thấy bóng cây thước tha dưới ánh trăng, nhìn không rõ lắm, tầm mắt của hai bên đều bị túp liều ngăn trở. Nếu như vừa rồi không phải là hắn sinh ra ảo giác, tiếng ồn ào bên ngoài vừa rồi hình như là âm thanh của binh khí đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng quay trở về im lặng. Chẳng lẽ ba cái tên kia tranh đấu nội bộ đang đánh nhau sao? Đánh đi đánh đi, tốt nhất tam bại câu thương, như vậy hắn không cần nghĩ đến chạy như thế nào. Tay phải kéo một cái như cây cưa, sau đó nên về nhà thì về nhà, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ác ý này xuất hiện trong lòng, một cơn mê muội lại xông tới. Thân thể lung lay, suýt chút nữa không còn sức nắm chặt đao. Đúng lúc này, cảm giác được ánh sáng xuất hiện bên cổ, nam tử nãy giờ luôn chờ đợi thời cơ, bỗng nghiêng đầu tránh đi đường đao, thân thể lăn về phía trước mấy vòng ra khỏi liều. Trốn khỏi tay của thư sinh, trên cổ không còn bị đao đe dọa, hắn điên cuồng cười hai tiếng, trong lòng thầm nói, đợi một lát hỏi được cái cách điều chế như ý lộ, nhất định sẽ tự tay chém đứt đầu của tên kia. Hành tẩu giang hồ bao năm, đây là lần đầu tiên gặp phải nguy cơ sinh tử như vậy. Cảm giác đau gác trên cổ vừa rồi thật là hù chết ông đây. Thời điểm sống chết gặp nguy cơ, hắn lăn một vòng ra khỏi đó một khoảng cách, thẳng cho đến khi người đụng vào vật gì đó mới dừng lại. Hãn tử đang định dùng hai tay chống người dậy, sau đó hội hợp cùng ba vị huynh đệ kia dạy dỗ tên thư sinh kia, bỗng nhiên cảm giác được nơi bàn tay chạm đến có hơi ướt. Mấy ngày nay trời không có mưa, mặt đất vô cùng khô ráo mà. Túp liều này là chỗ ẩn thân tạm thời của bọn họ, gần đây không có nguồn nước. Mẹ kiếp, đừng có bảo lão Tam tới đại tiện xong nghe. Nghĩ đến thói quen lúc trước của lão Tam, hán tử xuống quẩy mắng một tiếng, trong lòng thấy hơi buồn nôn, ghét bỏ chà tài xuống đất. Cảm giác được xúc cảm ấm áp, cúi đầu nhìn lại, liền thấy đôi mắt ẩn chứa sợ hãi vô hạn của lão Tam, khiến cho hắn không khỏi rùng mình một cái. Mà lúc này, tay của hắn đang đặt trên mặt của lão Tam. Xoay bàn tay, nhìn thấy thứ đồ màu nâu đen. Cái thứ này đâu phải là nước, rõ ràng là máu mà. Lão Tam! Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, đưa tay sờ vào mũi của lão Tam, cả người không khỏi run rẩy. Chết rồi à? Ánh trăng đêm này rất sáng, có thể nhìn rõ khu vực cách mình vài trượng. Hai bóng người quen thuộc cũng như lão Tam nằm tại chỗ cách mình mấy bước, vô cùng yên tĩnh như một người chết. Đại ca, nhị ca! Hắn hoảng sợ kêu lên một tiếng, trong lòng sợ hãi vạn phần. Cũng chính lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Dưới bóng đêm, ánh sáng từ thanh kiếm chợt lóe lên còn sáng hơn cả ánh trăng. Trên mặt nữ tử không để lộ ra vẻ gì, trong tay nắm kiếm nhớm máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía túp liều cách đó không xa. Còn một tên sao? Trong liều có một tiếng hít thở như ẩn như hiện, vô cùng yếu ớt. Nàng đi qua nhìn từ cửa liều vào bên trong. Trong bóng tối, một bóng người đang nằm đó, sớm đã không còn hơi thở, sợ rằng đã chết lâu rồi. Bước chân ngừng một lát, đoạn đường ngắn ngủi trước mắt tựa như ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy, khiến cho nàng khó đi nửa bước. Bên ngoài không còn truyền đến âm thanh, tiếng bước chân vừa đi tới đã im bặt. Lý Dịch nắm đao trong tay, hắn đã cắn đầu lưỡi vô số lần rồi, miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Xong, lần này sợ rằng nằm ở đây luôn rồi. Lúc này hắn chính thức đến cấp độ đèn cạn dầu. Đợi thêm một hồi, không cần chờ cho người kia đi đến, thân thể của hắn không cầm cự được nữa. Tiếng bước chân vừa rồi bỗng nhiên vang lên một lần nữa. Lý Dịch trốn ở một bên, nhìn qua bóng dáng ở trên đất trước cửa, tay cầm đao đâm qua. Mặc dù địch mạnh ta yếu, vẫn phải nỗ lực một chút. Nhỡ đâu mấy người trước đó đi tới không phòng bị hắn một đao sâu luôn lúc cán thì sao chứ? Khung cảnh lý tưởng không xảy ra. Lưỡi đao bị hai ngón tay mảnh mai trắng nõn kẹp lại. Lý Dịch nhìn nữ tử dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau khi nao nao dứt cây đao kia đi, cuối cùng cũng đợi được người. Như ý, hắn thở phào một hơi, mở rộng vòng tay. Ta chết mất. Thân thể của hắn ngã thẳng xuống. Thơm quá, thật là mềm luôn. Ý thức sau cùng biến mất ở đây. Liễu Như Ý ôm hắn, vẻ mặt lạnh nhạt trên gương mặt cuối cùng cũng biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
ánh trăng đêm này thật đẹp. Thi thể trong túp liệu không phải của hắn, Liễu Như Ý đi qua, lờ mờ có thể nhận ra kẻ tử trạng ghê người kia chính là Ngô Ứng. Hắn bị bắn mù một mắt, vết thương trí mạng là một đao cắt yết hầu. Một người là thư sinh, một kẻ là cao thủ võ công, đã đăng đường nhập thất rồi. Bốn cái tên bên ngoài kia, tên nào cũng có võ công không tầm thường. Trên gương mặt xinh đẹp có một chút thất thần. Một lát sau, để cho hắn tựa vào vách tường trong liệu, lại cổng lên đi ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Trên đường núi, lão Phương giơ đuốc gọi đến cả khản giọng. Ánh lửa lấp lóe hiện ra thân ảnh của những người đang đi tìm Lý Dịch. Một tiếng hí dài của Tuấn Mã từ trong rừng truyền ra. Lão Phương quay đầu, nhờ ánh lửa và ánh trăng lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Nhị tiểu thư, lão nhanh chân chạy tới, sau khi nhìn thấy trên lưng của Liễu Như Ý cõng một người, thân thể chấn động, trên mặt vô cùng vui vẻ, hô to: tìm được cô gia rồi. Liễu Như Ý gật đầu, phái người về thông báo trước một tiếng, chúng ta lập tức quay về. Dân, lão Phương gật mạnh đầu, tảng đá lớn ở trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống, chạy như điên trở về. Chương 202, không có mất mặt. Sau khi để một người trở về sơn trại, Phương lão cấp tốc chạy qua phủ thành. Lý Dịch đã mất ý thức cùng ngồi trên lưng ngựa với Liễu Như Ý, vì ngăn ngừa sốc nảy, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng có thể đuổi tới trước khi cửa thành đóng. Phương lão dùng toàn lực, ngay lúc trở lại phủ thành, việc đầu tiên làm là đá văng cửa Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường là một hiệu thuốc kim y quán cách Như Ý Đường không xa. Chưởng quỷ là một vị đại phu có mấy mươi năm kinh nghiệm. Lần trước bốc thuốc cho vị cô nương mà cô gia mang về, Phương lão và Lưu Thái Y từng đi qua Hồi Xuân Đường một lần. So với lần trước lễ phép gõ cửa, lần này đến cửa thô bạo, vị lão đại phu kia còn trong nội đường hạch toán sổ sách, bất ngờ thấy cửa chính bị đá văng ra. Một người cao to xông vào, cứ tưởng đạo tặc đã đến, hoảng sợ thiếu chút nữa té xỉu rồi. Nhìn kỹ lại mới phát hiện là người cùng với Lưu Thái Y tới lần trước, chưa kịp nói chuyện đã bị đối phương giác lên vai chạy ra ngoài. Mấy người phía sau hiệu thuốc nghe động tĩnh chạy ra, đến nơi đã thấy Trần đại phu bị một vị hán tử cướp đi, ngẩn ngơ tại chỗ, lúc sau mới hoảng hồn la to: đại phu, thế nào rồi? Trần đại phu dò xét mạch xong, Phương lão nắm tay của hắn vội hỏi. Bên trong Như Ý phường, Liễu Như Ý chăm chú nhìn Trần đại phu. Đừng gấp, đừng gấp. Vừa mới bị giác trên vai chạy một đường tới đây, tim của Trần đại phu vẫn còn đập mạnh, chưa bình tĩnh lại, hồi lâu mới mở miệng. Quyện quý đại nhân lần này bị thương không có nhẹ rồi, vết thương trên đùi không lớn, đợi chút nữa về cửa hàng lấy một chút kim sang dược đắp lên sẽ không có vấn đề. Nhưng một chưởng ở trên bụng e rằng bị nội thương không nhẹ, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn hoàn toàn khỏi cũng phải mất một thời gian dài. Tuy vừa rồi đã bị khiêng đi thô lỗ, trong lòng rất không vui, nhưng mà Trần đại phu cũng là người biết phân rõ nặng nhẹ. Như vậy đi, trước tiên ta kê một đơn thuốc, chủ yếu là tẩm bổ, thêm một chút dược liệu điều trị, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Trong lúc Trần đại phu kê đơn, Phương lão hung hăng nện một quyền lên tường, tức giận nói: cái tên Ngô Ứng chó chết, nếu mà để lão tử gặp được, nhất định sẽ xé xác của hắn. Vừa rồi khi nhị tiểu thư thuật lại việc cô gia bị Ngô Ứng trói đi, trong lòng của Phương lão đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà hắn một lượt rồi. Ngô Ứng đã chết rồi. Vừa nghe tính mạng Lý Dịch không sao, trong lòng của Liễu Như Ý thả lỏng, tư tốn nhìn lão Phương nói: hả? Lão Phương sững sờ, vô thức tưởng rằng nhị tiểu thư động thủ, có một chút tiếc nuối nói: thoát khỏi tay của lão tử thật sự tiện nghi cho hắn rồi. Liễu Như Ý không giải thích, ánh mắt một lần nữa nhìn về thân ảnh đơn bạc trên giường. Ngô Ứng có thể xem như một cao thủ, mà năng lực Lý Dịch thế nào, nàng là người rõ ràng nhất. Sợ rằng 10 tên Lý Dịch cũng không phải là đối thủ, nhưng mà kết quả lại là Ngô Ứng chết trong tay của hắn. Ngay lúc nàng đuổi tới, 4 tên thân thủ không tệ cũng không làm được gì hắn. Người ở trên mặt có vết đau không thua gì Ngô Ứng. Nàng không thể không thừa nhận lần này hình tượng hắn trong lòng nàng có một chút thay đổi. Lúc Lý Dịch mở mắt, ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào có một chút chói mắt, mất một lúc lâu sau hắn mới thích ứng.
trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, con mèo trong bức tranh trên tường cũng đang cười với mình. Tất cả đều chứng minh hắn bây giờ đang ở trong Như Ý Phượng. Nói như vậy, ngay thời khắc tuyệt vọng đêm qua, hình ảnh cô gái xinh đẹp dưới ánh sáng nhàn nhạt kia cũng không phải là ảo giác. Cảm tạ Nguyệt Lượng nữ thần, cảm tạ Như Ý. Còn sống là thật tốt. Nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, hiện tại cũng không còn sớm. Đổi một bộ quần áo sạch, vết thương trên đùi được băng bó kỹ. Tuy thân thể còn rất yếu, nhưng mà không còn cảm giác choáng váng như hôm qua. Thử chống thân thể ngồi xuống, cửa đã vang lên âm thanh loảng xoảng. Chậu đồng trong tay của Tiểu Hoàng rơi trên mặt đất, kinh ngạc đứng tại chỗ. Sao lập tức hét vang chạy ra ngoài. Cô gia tỉnh lại rồi. Lý Dịch trong phòng có thể nghe được tiếng hét của nàng. Kết quả không lâu sau đó, gian phòng mới vừa rồi chỉ có một mình hắn, lập tức nhiều thêm không ít thân ảnh. Tất cả mọi người đều ở đây à? Lý Dịch có một chút xấu hổ. Nhìn Lý Dịch tỉnh lại, trong lòng bọn người của Lão Phương rốt cuộc buông xuống, sau khi nói mấy câu nhao nhao rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại người trong nhà của Lý Dịch. Liễu Như Nghi diêu hắn ngồi dậy nói, bên nhà môn, thiếp đã nhờ Phương Đại Thúc nói chuyện, mấy ngày nay tướng công ở đây dưỡng thương cho tốt, không cần quan tâm việc bên kia. Vừa rồi đã hầm canh gà, tướng công uống một chút đi. Trần Đại Phu đã nói qua thương thế của hắn phải lấy tẩm bổ làm chủ, Liễu Như Nghi bưng một cái bát đút từng muỗng cho hắn. Thôi, hay là để ta tự mình múc đi. Lý Dịch vội đưa tay ra tiếp muỗng. Từ khi biết chuyện tới giờ, ăn cơm hay là làm gì đều mình tự múc, chưa từng được người nào đút cho ăn bao giờ. Sinh hoạt dạng này quá mục nát rồi, hắn cũng không thể cam đoan về sao mà tiếp tục tái diễn thì còn có thể chịu được dụ hoặc hay không. Làm không tốt có khi xa lầy luôn. Lúc ăn canh, nàng hỏi một số chuyện phát sinh tối qua. Liễu Như Ý cũng ở một bên nghe. Đúng rồi, sau khi trở về phải cảm ơn Hàng Bá. Lý Dịch buông muỗng, sắc mặt thoạt nhiên trịnh trọng hơn. Nếu không phải là Hàng Bá căn cứ theo bản vẽ giúp hắn làm một cái tiểu nỏ đặt trong tay áo, có lẽ hiện tại hắn không nằm ở đây mà nằm đâu đó không có tung tích ở trong rừng sâu núi thẳm rồi. Có thể thành công phản sát Ngô Ứng, lực công kích của cái nỏ rất lớn, đương nhiên còn nhờ lượng thuốc mê lấy từ chỗ của Đại Ngưu nữa. Một người đến từ thế kỷ 21 nói thật ra loại chuyện giết người này trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận, nhưng mà rơi vào tình huống đó, trong nội tâm còn chỗ nào lo lắng những thứ này chứ. Ngô Ứng không chết thì hắn chết. Liễu Như Nghi gật đầu, như thế Hàng Bá cũng coi như là gián tiếp cứu hắn, tự nhiên không thể bạc đãi. Vừa rồi nàng đang nấu cơm, giữa chừng bị Tiểu Hoàng hô lên nên chạy tới, giờ phút này thấy tình huống lạc quan của Lý Dịch, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt xong thì rời phòng. Lần này không có làm muội mất mặt nha. Lý Dịch quay đầu nhìn Liễu Như Ý, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn cũng coi như là đệ tử thân truyền của Liễu Nhị tiểu thư. Về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhắc đến chuyện này cũng sẽ không làm xấu hổ tên tuổi của nàng. Miễn cưỡng không. Liễu Như Ý liếc hắn, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp dần tan rã. Chương 203, làm thế nào giết chết hắn? Lần này bị thương công nhẹ, Như Nghi nói một chưởng kia của Ngô Ứng dùng tới ám kình, nếu mà không phải trùng hợp né qua chỗ yếu hại, hắn không sống tới bây giờ. Dù thế nào, một chưởng kia cũng thương tổn tới phế phủ, nghỉ ngơi cả một buổi tối, thân thể vẫn mềm nhũn, khí lực không phục hồi được bao nhiêu. Cảm giác nhàm chán khi mà nhàn rỗi rất khó chịu, lúc đầu muốn bước ra ngoài đi lại, tuy nhiên không còn một chút sức. Nghĩ lại có một ít khí lực bước đi, nhưng mà Như Nghi không cho, đành phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi thôi. Chân giường để mấy quyển thư tịch hơi mỏng, phần lớn loại hình chí dị, trước kia thuận tay mua, lúc thấy nhàm chán, lật hai trang xem bèn ném ở đó không động tới nữa. Thực ra bây giờ hắn muốn xem loại hình thư tịch gì, chỉ cần động suy nghĩ, trong đầu sẽ tự xuất hiện sách về loại đó. Trong thư viện không có thư tịch trong thế giới này, cũng không cần cố ý đi mua, lấy tay sờ qua có thể phục chế ra một bản tương tự. Trong đầu xuất hiện một bản sao chép, chẳng qua người khác nhìn không thấy cũng sợ không được thôi. Nhưng mà cứ thế thời gian dài như vậy,
cũng sẽ phiền chán. Nếu không có chuyện gì khẩn yếu, hắn tình nguyện cầm một quyển sách vừa phơi nắng vừa đọc thôi. Tiểu Hoàng sợ một mình hắn ở trong phòng phiền muộn, cho nên chuyển cái ghế gỗ đến, ngồi cạnh bên giường nói chuyện phiếm cùng với hắn. Từ khi con thỏ kia bị mất, nói đến nhị tiểu thư cưỡi ngựa ra ngoài tìm hắn, do con ngựa kia ngửi được mùi cô gia mới tìm được hắn. Cái mũi của nó thật sự thính hơn mũi chó, lần này lập được đại công, sau khi mà trở về đã phải cho nó một bữa thỏa thích mới được. Tiểu nha hoàng lại nhảy liên miên, lão phương tiến vào nói với Lý Dịch, người từ huyện nha tới, người đến là Lưu huyện lệnh và Dương huyện thừa. Lưu huyện lệnh mới từ hiện trường vụ án trở về, năm nhân mạng, một vụ án lớn, huyện An Khê do hắn quản lý, phát sinh án mạng như thế, hắn làm huyện lệnh trước tiên phải chạy tới. Thân thể Lý huyện quý không có gì trở ngại chứ. Lưu huyện lệnh vừa đi vào phòng, lo lắng đi đến bên cạnh giường, ân cần hỏi thăm. Hắn đã sớm biết chuyện Lý huyện quý bị kẻ cướp bắt cóc, nhưng mà bởi vì vụ án liên quan đến mạng người càng trọng yếu hơn, lúc này mới có thời gian tới đây thăm. Lý Dịch cười đáp, tạ ơn Lưu đại nhân quan tâm, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi, chỉ là trong khoảng thời gian này sợ rằng phải trì hoãn công vụ. Lý huyện quý cứ tĩnh dưỡng thân thể cho khỏe đi, không cần lo lắng công vụ, bản quan sẽ an bài tốt. Lưu huyện lệnh khoát tay, như thế thì xin làm phiền Lưu đại nhân. Lý Dịch chắp tay, Lưu huyện lệnh khách khí hai câu, lại hỏi han ân cần một phen, lúc này mới nhìn Lý Dịch hỏi, nghe nói hôm qua Lý huyện quý bị những cái hung đồ đó bắt cóc, có biết tại sao những hung đồ đó chết không vậy? Vừa nghĩ tới một màn nhìn thấy trong sơn giả, Lưu huyện lệnh cũng có cảm giác một chút phát lạnh. Năm mạng người, bốn người trong số bọn họ chính là mấy kẻ cướp đã bị truy nã của mấy châu phủ gần đây, dính đến không ít vụ án. Đoạn thời gian trước chạy đến huyện An Khê, Lưu huyện lệnh vừa mới nhận được công văn của hình bộ không lâu, chỉ hy vọng mấy cái tên kia nhanh chóng rời khỏi, đừng có trong thời gian hắn nhậm chức gây ra vụ án lớn gì. Sau đó quả nhiên phát sinh án lớn. Khác biệt là lần này lại là bốn cái tên cướp hung ác vô cùng kia phơi thay hoang dã, biểu hiện ở trên mặt mười phần hoảng sợ, phản phất như thấy cái gì đó rất khủng bố trước khi chết. Lý Dịch nghe Lưu huyện lệnh hỏi, biểu lộ ngưng trọng nói ra, nói thật, hôm qua sau khi mà ta bị hung đồ đánh ngất xỉu, khi mà tỉnh dậy đã đến khuya rồi, quan sơn giả lĩnh vốn cho rằng tài kiếp khó thoát, lại chẳng biết tại sao những người kia thế mà đều bất đắc kỳ tử chết đi, có lẽ nội đấu đồng quy du tận hay sao? Lưu huyện lệnh nhìn hắn chăm chú, hồi lâu mới lên tiếng. Sợ rằng có khả năng này, cái đám tặc tử kia chết chưa hết tội, chỉ cần Lý huyện quý bình an vô sự là tốt rồi. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không tin. Bốn người kia đều bị một kích mất mạng, trước khi chết thậm chí còn có dấu hiệu giãy giụa phản kháng, hoặc nói người biết bọn hắn căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản kháng, không thể nào mà nội đấu được. Trong liều có một người chết, mù một con mắt, bị người cắt yết hầu mà chết, mà mặt đất vẫn còn cây đào dính vết máu, chính là bội đao của Lý huyện quý. Lưu huyện lệnh một lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi nằm ở trên giường đang nở nụ cười, bỗng nhiên có cảm giác trùng mình. Vụ án này dừng ở đây. Mấy cái tên kia tội ác chồng chất, chết cũng chưa hết tội, người giết bọn hắn không chỉ không có tội, ngược lại còn có công. Về phần người trong liều kia đúng là lưu manh nổi danh huyện An Khê, ý đồ mưu hại triều đình, cũng chết bởi nội đấu. Lý huyện quý đại nhân không chết, đào thoát khỏi tay của bọn cướp, chính là may mắn trong bất hạnh. Người tốt trường mệnh, người xấu sẽ chết, đây là kết cục tốt nhất. Kể từ đó vụ án này đã có thể kết án rồi. Lý huyện quý cứ tịnh dưỡng, bản quan không tiện quấy rầy. Về vụ án, Lưu huyện lệnh cần biết thêm một số chi tiết, nhưng phần chuyện khác hắn ngậm miệng không nói. Tựa hồ nhận định những người kia vì nội đấu mới đoàn diệt, không bao lâu sau rất tự nhiên cáo từ rời đi. Thân thể không khỏe, không tiện Lưu đại nhân. Lý Dịch nhìn thấy Lưu huyện lệnh và Dương huyện thừa ra ngoài, hồi tưởng những điều mà hắn để lộ ra trong lời nói lúc nãy, cũng đã hiểu thái độ của hắn. Tuy nói hắn là người bị hại, nhưng mà dù sao cũng liên quan đến năm mạng người, nếu mà truy đến cùng
cũng sẽ có một chút phiền toái. Lần này ngược lại phải nhận nhân tình của Lưu Nguyện Lệnh rồi. Nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn vẫn có một chút buồn bực, không có trêu chọc ai, hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái tên biến thái Ngô Ứng, xém chút nữa lại chết thêm một lần. Không biết nếu như hôm qua Như Ý không kịp thời chạy đến, hắn chắc đã chết thêm một lần nữa rồi. Không có sao chứ? Phiền muộn nằm trên giường, thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới. Lý Dịch tức giận liếc Lý Minh Châu một chút, trên đầu quấn đầy băng gạc, trông hắn rất giống cái bánh chưng. Bộ dáng này có giống như không có việc gì không? Mang đồ vật vào đi. Lý Minh Châu quay đầu nói một câu, có hai người nhấc một chiếc rương tiến vào. Đây là cái gì? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng. Dược liệu quý hiếm trong hoàng cung, để đó cũng không có dùng, ngươi giữ lại mà dùng đi. Hai người kia buông cái rương xuống, sau đó lui ra ngoài. Lý Minh Châu đi tới, một bà lão tóc hoa râm theo sau lưng của nàng, dùng ánh mắt đục ngầu đánh giá Lý Dịch nằm trên giường. Hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt của hắn tuy là hơi kém, nhưng mà tựa hồ thương tổn không nặng, Lý Minh Châu không khỏi lo lắng hỏi. Đừng có nhắc lại nữa, gặp phải một người điên mà. Lý Dịch không muốn tiếp tục nhắc lại đề tài này. Người điên à, ngươi nói Ngô Ứng kia. Lý Minh Châu nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp có một chút hiếu kỳ, nhìn một lúc nàng hỏi. Ngươi làm thế nào để mà giết chết hắn? Lấy thân phận của nàng, muốn điều tra thân phận của những người chết trong liều, chỉ cần nói một câu nàng hiếu kỳ là Ngô Ứng cũng có một chút danh tiếng ở huyện An Khê, võ công không tầm thường, bài trừ tình huống bị ám toán. Một người bình thường muốn chính diện bắn cho mù mắt của hắn, cơ hồ không có khả năng. Dù thế nào cũng sẽ không phải tên Ngô Ứng kia cố ý tiến đến trước mặt của hắn bắn trúng chứ. Huống chi, coi như mắt mù, hắn cũng không thể dễ dàng bị một người bình thường giết chết. Nhưng mà kết quả ở đó, mặc dù có rất nhiều chỗ kỳ quái, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn bị cắt cổ. Thân quen thì thân quen, cô mà nói lung tung nữa, ta tố cáo cô cái tội phỉ báng đó. Lý Dịch nghe vậy giật mình nhìn nàng, lớn tiếng nói. Chương 204, thăm dò. Cô nương Lý gia này, trừ việc hố người, mê rượu, không biết cách nói chuyện, thì cũng không có thói xấu nào hơn. Mới vừa rồi, còn đang nói về thương thế quán, bỗng nhiên hỏi sang hắn làm thế nào bị giết chết Ngô Ứng, làm cho Lý Dịch có một chút trở tay không kịp. Nội đấu là do nội đấu thôi. Lý Dịch nhìn nàng khẽ nói, lúc ta tỉnh dậy, bọn họ đều đã nằm trên mặt đất, trừ nội đấu thì còn có thể là cái gì? Về phần Ngô Ứng bị ai giết, ta làm sao mà biết được, thừa dịp mấy người kia chết chưa có lâu, tìm mấy cái đạo sĩ tới chiêu hồn, có lẽ sẽ hỏi ra đó. Toàn nói bậy. Lý Minh Châu chưa mở miệng, bà lão phía sau của nàng đã cười lạnh lên tiếng. Võ công của bốn tên kia đều rất cao cường, trên tay gây ra không ít án mạng, chạy trốn khỏi Phủ Châu, không biết hao tổn bao nhiêu quan binh truy bắt chúng, nhưng mà lần này từng tên bị một kiếm cắt đứt yết hầu, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Có thể thấy được cái người giết bọn chúng là một cao thủ sử dụng kiếm, mặc dù không có cảnh giới tông sư cũng thuộc về cao thủ bậc nhất rồi. Cao thủ bậc nhất sao? Theo lời bà lão, Lý Dịch mới biết được, hóa ra võ công của Như Ý lợi hại như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, bà lão bỗng nhiên dùng tay chụp đầu của hắn. Làm gì? Cử động của bà làm Lý Dịch hoảng sợ một cái, vô thức đưa tay qua cản. Bà lão chợt thu tay về, lắc đầu nói, quả nhiên không phải rồi. Âm thanh rút kiếm vang lên từ ngoài cửa. Bà lão nói được nửa câu, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Các ngươi là ai? Liễu Như Ý dùng trường kiếm chỉ bà lão, vẻ mặt cảnh giác. Bà lão và Lý Minh Châu nhìn nàng, tay cầm kiếm, trên mặt như có suy nghĩ. Chẳng lẽ là vị cô nương này? Bà lão thì thào một câu, thân hình trong lúc đó bay về phía Liễu Như Ý. Tuy tuổi của bà đã cao, nhưng mà tốc độ kinh người. Lý Dịch chỉ thấy một đạo tàn ảnh, thoáng chốc đã đến trước mặt của Liễu Như Ý. Vừa thấy bà lão muốn gây bất lợi cho Lý Dịch lại chuyển hướng sang mình, khuôn mặt Liễu Như Ý phát lạnh, lắc nhẹ trường kiếm trong tay. Bà lão muốn đánh tới liền thu tay lại. Vào phòng ngắn ngủi, trong lòng của nàng đại khái hiểu rõ, lão bà này sợ rằng là nhân vật lợi hại,
trong phòng không tiện thi triển, nhìn về phía bà lão, sau đó lui ra ngoài. Nhà đầu, thần thủ không tệ. Bà lão cười cười, đuổi theo ra ngoài. Dìu ta đứng lên đi. Hai người vừa thấy mặt đã đánh, Lý Dịch vội vàng xuống giường, Lý Minh Châu nhíu mày, dẫn đỡ cánh tay của hắn. Yên tâm, Dinh Mama không quán ý. Lý Dịch nhìn ra Mama không quán ý, hắn cũng không lo lắng, lão bà này có thể làm gì như ý. Vấn đề ở chỗ lãng còn chưa thấy qua, như ý cùng với người khác động thủ, náo nhiệt như vậy, không nhìn sao được. Thời điểm hắn đi vào trong sân, như ý đã dứt kiếm trong tay. Lão bà nhìn qua gầy gò, yếu ớt, nhưng mà khi động thủ, không chút chậm chạp. Trảo ảnh tung bay, trong đầu của Lý Dịch không khỏi hiện ra cửu âm bạch cốt trảo. Hai người bọn họ, ai lợi hại hơn vậy? Lý Dịch không nghĩ tới một lão bà như thế mà lợi hại như vậy à? Đoán chừng chính mình, dù không có bị thương, cũng không chịu được một trảo. Như ý, không giống hắn tưởng tượng trong hai ba chiêu sẽ đánh bại lão bà kia. Làm cho nàng biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trường giang sống sao đè sống trước chết trên bờ cát. Không biết, Lý Minh Châu nhìn nữ tử đang cùng Dinh Mama giao thủ mười mấy chiêu, tà áo tung bay, không hề rơi xuống hạ phong, thuận miệng trả lời Lý Dịch, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Tuy Dinh Mama nhìn có vẻ già nua, nhưng mà nếu chỉ dựa vào bề ngoài, đánh giá thực lực mười phần sai lầm. Có thể được chọn từ trong hoàng cung ra bảo hộ cho nàng, làm sao mà đơn giản. Là một công chúa đương triều, tài nguyên nàng có người khác không tưởng tượng nổi. Từ nhỏ cao thủ trong cung đã tự mình dạy võ công cho nàng. Lúc gặp khó khăn, có cao thủ tâm sư giải quyết. 10 năm luyện võ mới có được cảnh giới hôm nay. Loại cảnh giới này dựa vào điều kiện đầy đủ, từng chút tích lũy. Vậy mà cô gái xa lạ, không lớn không nhỏ trước mắt này cũng có loại thực lực đó. Nàng quay đầu, liếc nhìn Lý Dịch. Vật họp theo loài, người sống theo bầy, hẳn cùng người bên cạnh hắn, quả nhiên đều là quái thai. Đồng tỉnh ở hậu viện không nhỏ, lão Phương đang ở phía trước cửa hàng, nghe tiếng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy có người động thủ cùng nhị tiểu thư, không suy nghĩ gì, sau một lúc sững sờ, hét to xông vào. Một giây sau, hắn bay ra ngoài. Mất mặt, lăn trên mặt đất mấy vòng, tay xoa ngực, cảm giác ẩn ẩn đau. Ánh mắt nhìn về phía bà lão như đang nhìn một quái vật. Ta, cái con mẹ nó, bà lão nhà ai mà lợi hại vậy trời? Có thể tùy tiện một chân đạp hắn bay ra ngoài lại là một lão bà. Nếu đổi lại, mấy lão nhân ở trong trại sợ rằng tay chân đã sớm gãy lìa rồi. Vừa rồi, chỉ nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hiện tại tỉnh táo, rất nhanh nhìn ra một chút manh mối. Hai người tuy đánh qua đánh lại rất hăng say, nhưng mà chiêu thức lại tương đối ôn hòa, không phải là bộ dáng của liều mạng, mà giống như đang luận bàn. Phương lão phải phủi mông, thuận thế dựa vào tường xem náo nhiệt. Tiểu cô nương không lớn, võ công không tệ. Thế công của bà lão một lần nữa bị Liễu Như Ý chặn lại, nếp nhăn dày đặc ở trên mặt hiện ra nụ cười tán thưởng. Không tệ, chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi, nội tâm của bà hết sức rõ ràng, võ công của nữ tử này không phải là dùng hai ba chữ không tệ có thể hình dung. Chỉ sợ cô gái trẻ trước mắt là một cao thủ dùng kiếm giết chết 4 tên đào phạm đêm qua. Võ lâm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bên trong một khánh an phủ nho nhỏ như vậy, đồng thời có hai vị cao thủ sử dụng kiếm. Hơn nữa, đều cùng có quan hệ không nhỏ với cái thằng nhóc con kia. Lão bà cũng không tệ. Sắc mặt của Liễu Như Ý bình tĩnh, trong lòng sớm đã âm thầm kinh hãi không thôi. Sợ rằng thực lực của lão bà này, cảnh giới tông sư chỉ kém có một chút. Hai người nhìn như đánh ngang nhau, nhưng mà lúc này chỉ luận bàn. Nếu thực sự đánh nhau, chỉ sợ nàng không phải là đối thủ của lão rồi. Nàng bình thường rất ít có cơ hội giao thủ cùng người ngoài. Hôm qua, lần đầu tiên trong đời giết người, biết được Lý Dịch không sao, lại nhớ tới chuyện đó, làm cả đêm không ngủ được. Trong võ lâm, loại người lừa đời, lấy tiếng giống như 4 cái tên kia nhiều nhất. Hôm nay giao thủ với lão bà mới ý thức được, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu cô nương, sư phụ của cô không có dạy cô khi mà giao thủ với người khác, không được phân tâm sao? Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong chốc lát. Trong chớp mắt thất thần, nàng tự nhiên bị lão bà bắt được. Khẽ cười một tiếng, trảo ảnh tăng tốc
chộp tới yết hầu của nàng. Liễu Như Ý muốn tránh cũng không kịp. Nếu chân chính đấu sinh tử bị nắm ngay yết hầu thì chỉ có con đường chết. Lão bà đương nhiên không định làm như vậy, trên tay cũng không dùng lực. Chỉ ngay khi bà sắp chạm vào yết hầu của nàng thì một bàn tay trắng nõn đưa ra đè trên cổ tay của bà. Bàn tay kia nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Lão bà cảm giác được một lực đạo nhẹ truyền tới từ cổ tay, không khỏi lùi lại mấy bước. Nếu không phải công chúa tiến lên đỡ, chỉ sợ bà đã sớm ngã nhào xuống đất. Hả? Đây là công phu gì? Gương mặt nhăn nheo của bà lần đầu tiên tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Lý Minh Châu dời đến nữ tử trước mặt, như nhớ đến động tác quen thuộc nào đó, chợt quay về phía Lý Dịch. Đắc tội! Liễu Như Nghi nhìn bà lão cười ái náy. Cho dù là lão bà vừa rồi không có ác ý, nhưng mà khó đảm bảo không xảy ra việc ngoài ý muốn. Vì an toàn của Như Ý, nàng vẫn nên ra tay. Nàng dùng khái cực kinh lực, dùng lực vừa nhu vừa cương xảy ra trong chớp mắt. Tướng công, hai vị này là... Quay đầu nhìn Lý Dịch cười nói. Chương 205, Tông Sư. Không thể nói cho các nàng biết đây là vị công chúa nhàn rỗi, chỉ có thể dựa vào thân phận bộ đầu mà giới thiệu thôi. Bộ đầu nha môn đến thăm quyền quý cũng là chuyện bình thường. Lý Minh Châu tới đây để mà thăm Lý Dịch, thuận tiện hỏi xem đêm qua phát sinh chuyện gì. Tuy Lý Dịch không có nói thẳng, nhưng mà nhìn nữ tử cầm kiếm phía sau, trong lòng của nàng cũng đoán được 8-9 phần. Nàng cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, dù sao địa vị của Lý Dịch trong lòng của nàng trọng yếu hơn những cái tên ác đồ kia. Đương nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Võ công cô gái trẻ kia không tệ, từ nhỏ đến bây giờ nàng chưa bao giờ gặp địch thủ. Đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ cùng trang lứa mà không nắm chắc phần thắng. Về nữ tử xuất hiện sau, thê tử của Lý Dịch nhìn bên ngoài lớn hơn các nàng khoảng 1-2 tuổi, dễ dàng bức lui ma ma, càng khiến cho nàng không khỏi so sánh. Tuy nàng không vì võ công bản thân mà kiêu căng, nhưng mà cao thủ tông sư võ lâm đều tán thưởng nàng là kỳ tài võ học, nếu xảo hợp còn có thể bước vào tông sư. Vậy mà hôm nay nhìn thấy hai nữ tử, quả thật để cho nàng đã kích không nhỏ rồi. Đi thôi. Mục đích tới đây đã đạt được, nàng khoát khoát tay với Lý Dịch, quay người đi ra ngoài. Lão bà kia đi theo phía sau của nàng. Trước khi đi còn liếc nhìn Liễu Như Nghi một cái, nét kinh sợ trên mặt vẫn chưa biến mất. Sao lại đi rồi, không ở lại dùng cơm sao? Lý Dịch đứng tại chỗ lên tiếng. Dưỡng thương cho tốt, thương thế tốt hơn thì đến nha môn đưa tin đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng đã khuất khỏi tầm mắt của Lý Dịch. Lý Dịch lắc đầu, nữ nhân này không có một chút cảm thông nữa. Hắn đã bị thương thành cái dạng này mà còn muốn chèn ép. Cũng không phải là làm cho nàng, làm gì gấp gáp dữ vậy? Mà hình như đúng là đi làm cho nàng chứ. Thở dài một hơi, làm quan đã khó, làm lão bản cho Thiên Kim tiểu thư càng khó hơn. Lão bà đi khỏi, không còn náo nhiệt để xem. Như Nghi đỡ hắn lên giường. Lão Phương chạy qua mở cái rương lớn Lý Minh Châu mang đến. À, sao bên trong lại nhỏ vậy? Rương được mở ra, Lão Phương có một chút ngạc nhiên. Còn tưởng trong rương đựng cái thứ gì, kết quả chỉ có vài cái hộp hình chữ nhật thôi. Ôi trời ơi, nhân sâm lớn vậy à? Đây là Lộc Nhung, còn đây là Tổ Yến sao? Trước mặt người nhà của Lý Dịch, Lão Phương cho tới bây giờ chưa từng xem mình là người ngoài, mở từng cái hộp ra, kinh hô không ngừng. Đồ của Lý Bộ Đầu mang đến quá nhiều thứ quý, tùy tiện bán ra một thứ thì có thể kiếm về không ít bạc rồi. Từ nhỏ đến lớn ở trong núi, hắn quen thuộc những dược liệu này đến không thể quen thuộc hơn. Trong nhà của Lý Bộ Đầu này nhất định có rất nhiều tiền luôn á. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh Lão Phương, thấy bộ dáng kinh ngạc của lão lẩm bẩm. Đâu chỉ có tiền, nhà Lý Bộ Đầu á là đại tài chủ, bạc nhiều đến nỗi xài hoài không hết. Lý Dịch ngồi trên giường chen lời. Những cái thứ này có thể quý giá đối với người bình thường, nhưng mà trong hoàng cung không hiếm lạ. Là đại tài chủ lớn nhất nước, cả giang sơn, mấy cái thứ nho nhỏ này không có đáng kể. Không chừng công chúa Điện Hạ buổi sáng cũng dùng Tổ Yến để súc miệng đây. Bất quá, lấy phong cách hành sự của nàng, có thể mang đến những vật này, thật là ngoài suy đoán của Lý Dịch.
Hôm qua bị thương hôn mê, Liễu Như Ý dẫn hắn hồi phủ để mà tìm đại phu, với tình trạng cơ thể của hắn hiện tại cũng không về trại được. Kể từ đó, Tiểu Hoàng cùng với Như Nghi lưu lại chiếu cố hắn. Hai gian phòng phía sau viện có thể coi như là phòng ngủ. Một gian Lý Dịch ở, gian còn lại Tiểu Hoàng dọn dẹp sơ qua cùng Như Nghi qua đêm ở đó. Đêm qua, nàng trong trại nghe tin cô gia bị thương, cả đêm lo lắng không yên, trời vừa sáng vội theo Lão Phương xuống núi. Chờ cho đến khi Như Nghi làm xong cơm, Tiểu Nha Hoàng đã đi ngủ. Từ ngày mà trở thành thương binh, Lý Dịch được hưởng thụ cơm đưa đến tận miệng, áo thì đưa đến tận tay, cả bước đi cũng có người đỡ. Lại nói về lão bà và Lý Minh Châu, đi trên đường vẫn còn chút không tin nói. Không có khả năng, coi như tiểu cô nương kia luyện võ từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng. Cũng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Là sao? Bà lão lắc đầu liên tục. Mama, cái gì mà không có khả năng? Từ nãy đến giờ, bà tự mình lẩm bẩm. Lý Minh Châu rốt cuộc nhịn không được, nghi hoặc quay đầu hỏi. Nữ tử kia gọi là Như Nghi à? Bà lão chau mày, tuổi của nàng mới bao lớn, làm sao có thể? Làm sao có thể đạt đến cảnh giới tông sư chứ? Tông sư sao? Lý Minh Châu nhìn bà, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Hai cái chữ này nặng bao nhiêu, chỉ cần là người tập võ đều hết sức rõ ràng, toàn bộ người tập võ cả nước được xem tông sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những cao thủ tông sư đó, người nào không phải trải qua hơn 10 năm tích lũy võ học thì mới có thể đạt được. Liễu Như Nghi kia mới bao nhiêu tuổi chứ? Coi như nàng bắt đầu tập võ từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Phải biết nàng tập võ 10 năm, có vô số danh sư dạy bảo, cho tới bây giờ vẫn chưa chạm đến cánh cửa tông sư, có khả năng cả đời không thể tiến vào được cảnh giới đó, huống chi là một nữ tử dân gian chứ. Việc này không tránh khỏi quá sức tưởng tượng rồi. Chẳng lẽ thật sự do lão bà tử đã lớn tuổi, năng lực không còn? Lão bà đưa hai tay lên xem, trên mặt không khỏi hoài nghi. Đến bây giờ vẫn chưa tin nữ tử kia đạt đến cảnh giới truyền thuyết đó. Có lẽ đó chỉ là công phu kỳ lạ, cổ lực đạo vừa rồi, vừa nhu hòa lại vừa bá đạo. Bà sống mấy chục năm qua, giao thủ vô số người, chưa lần đầu thấy được. Nếu trước đó không có phòng bị, chỉ sợ không phải là tông sư, đều sẽ phải ăn thiệt thòi. Ngẩng đầu, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lý Minh Châu, nàng lắc đầu, ném ý nghĩ phi thực tế kia, an ủi. Thiên phú của công chúa đã là trên đời hiếm có rồi, không cần quá so đo. Theo lão nhân thấy, nội công của hai vị tiểu cô nương kia vốn dĩ là không bình thường, sợ rằng không thua võ học ở trong cung bao nhiêu. Nhất định bên người có cao thủ tông sư tự mình chỉ dạy rồi, đồng thời trong một thời gian dài, nếu thiên phú các nàng không tốt, cũng không có cảnh giới ngày hôm nay. Liễu Diệp trại này thật là không đơn giản. Nói đến đây, giọng nói của bà mang thêm một tia ý dị. Cao thủ tông sư tự mình dạy bảo sao? Lý Minh Châu thi thầm một câu. Cao thủ tông sư đã là đệ nhất võ học, thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như nàng là công chúa cao quý cũng không có khả năng bức một vị tông sư đi theo bên người, từ nhỏ dốc lòng dạy bảo. Chẳng lẽ Liễu Diệp trại có một vị tông sư? Chương 206 Leo tường u đầu. Tỷ đột phá rồi sao? Trong phòng, Như Nghi đang chỉnh lại giường chiếu, Liễu Như Ý đi tới, mắt lộ tia kinh hỉ nói. Lão bà cùng với nàng giao đấu lúc nãy gần chạm đến cảnh giới tông sư, nhìn tỷ tỷ dễ dàng bước lui bà ta, sợ rằng nàng đã tiến vào cảnh giới của một người tập võ tha thiết ước mơ. Liễu Như Nghi gật gật đầu cũng không có phủ nhận. Vừa đột phá không lâu, cần thời gian để mà ổn định thôi. Tuy nàng nói nhẹ nhàng, nhưng cho đến bây giờ trong lòng của nàng cũng rất kinh ngạc đối với sự tình ngoài ý muốn này. Tuy trước đó nàng gần đến cảnh giới kia, nhưng một bước này có khả năng cả đời không bước qua được. Chịu khổ, chịu khó, thiên phú, cơ duyên, thậm chí vận khí đều là những yếu tố cực kỳ quan trọng để bước qua bước này. Thiếu một thứ cũng không được. Trong võ lâm, cao thủ gần chạm cảnh giới của tông sư rất có nhiều, nhưng mà cao thủ tông sư thì cũng chỉ được mấy người, đủ thấy muốn bước qua một bước này gian nan cỡ nào.
Nghĩ đến nguyên nhân đột phá lần này, Liễu Như Nghi quay đầu nhìn nàng nói, chờ qua một thời gian nữa, ta dạy thái cực cho muội, hắn có thể trợ giúp trong việc đột phá. Thái cực sao? Trên mặt của Liễu Như Ý hiện lên vẻ nghi hoặc, đây không phải là loại quyền múa may mà Lý Dịch thường xuyên đánh à? Cái gì mà lấy nhu thắng cương, mượn lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân, hắn không biết võ công, miệng toàn là nói bậy. Lần trước tỷ tỷ theo hắn làm càn, Liễu Như Ý không để trong lòng, bất quá hiện tại tỷ ấy nhắc đến chuyện này nhất định không phải là hứng thú nhất thời sao? Chẳng lẽ trong lòng của nàng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng quan đường, quay đầu nhìn ra cửa. Trong sân, Lý Dịch được tiểu nha hoàn Dịnh đang nhờ lão Phương dời cái ghế ra ngoài sân. Nằm hoài ở trong phòng làm cho hắn cảm thấy buồn bực đến phát quản. Tính ra hắn vẫn thích phơi nắng ở trong sân hơn. Khoảng nửa giờ sau, Liễu Như Ý ra khỏi phòng, nhìn Lý Dịch đang nằm trên ghế kể chuyện xưa cho tiểu hoàng nghe. Trong mắt hiện lên thần sắc mê man. Cũng thời gian này, bên cạnh Như Ý Phượng, trên đường phố cách đó không xa, trước giờ khách nhân bên trong cầu lan chỉ có vài người, lúc này lại không còn chỗ ngồi, có người còn đứng ở trên đường chen chúc lẫn nhau. Một lão giả ngồi ngay ngắn trên đài kể chuyện, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm so với trước khàn hơn, làm cho người khác cảm nhận sự âm trầm. Da mặt con ác quỷ kia xanh lè, hàm răng sắc nhọn, trong mắt trắng giả, trên giường trải tấm da người, dùng cái cọ vẽ dài đường trên da. Chốc lát sau, con ác quỷ đó mới ném bút đi, khoác lên tấm da người, biến thành bộ dáng nữ tử cùng Dương Sinh trở về nhà. Giọng của lão giả trầm trầm, vừa kể chuyện xưa, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, làm cho người khác dựng cả lông mao. Bộ dáng giống như con ác quỷ vậy, bên dưới có người kích động, có người mặt trắng bệch, nhưng mà ánh mắt đều chăm chú nhìn lão giả, một khắc cũng không rời. Đến đoạn đặc sắc, lão giả kia không có lên tiếng nữa, mọi người lấy tiền ném lên đài, lớn tiếng thúc giục. Nè, lão đệ, ca ca không có lừa ngươi chứ? Trong đám người, tráng hán nhìn nam tử sắc mặt trắng bệch bên cạnh cười nói. Nam tử kia quay đầu nhìn hắn, thanh âm có một chút run run. Tình, tình. Mới đầu hán tử kia nghe chuyện quả bì xong, ban đêm không dám đi nhà xí, vẫn là không tin, cảm thấy lá gan của đối phương quá nhỏ, cũng quá khoa trường. Bản thân dù sao, coi như là khách quen của Câu Lan, đã nghe qua không ít chuyện xưa rồi. Nhưng mà chưa có chuyện nào làm cho người ta sợ đến vậy. Hôm nay bị hán tử kia nài ép kéo tới, trong lòng tỏ vẻ khinh thường. Bất quá khi mà tới nơi, phát hiện tất cả chỗ ngồi đều có người, đến chỗ đứng cũng không có, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thời điểm Câu Lan đông khách nhất cũng không đông được thế này. Đám người tuy nhiên hối hả, nhưng mà khi lão giả kia vừa mở miệng, tất cả trở nên im lặng. Tất cả mọi người ngừng thở, chỉ cần có người làm ồn sẽ bị mọi người khiển trách. Thậm chí, hắn vừa rồi còn chứng kiến một nam tử ở hơi không ngừng, bị hai tên hán tử giác ném ra ngoài. Từ trước tới giờ, chưa từng thấy qua cảnh này, hắn bắt đầu có một chút tin tưởng cái vị đại hán kia. Mà từ khi nghe lão giả kể, hắn không còn hoài nghi gì nữa. Không phải là chuyện xưa tài tử giai nhân, càng không phải là chuyện quỷ quái làm phiền. Chuyện này mới lạ, từng dòng đang xen, trong lòng cảm thấy lạ, tại sao vị đạo trưởng kia nói Dương Sinh là người sắp chết. Lão giả rốt cuộc cũng đã nói ra nguyên nhân rồi. Nguyên lai nữ tử kia đúng là quỷ đội lớp người. Chỉ cần là nghĩ đến tấm da kia bọc xuống như thế nào, sắc mặt quán đã trắng bệch. Mà hắn mới vừa tưởng tượng mình là nhân vật Dương Sinh, thì ý thức được giai nhân hàng đêm đến tâm sự cùng gián lại là một con ác quỷ à. Lão giả miêu tả ác quỷ kỹ càng, sinh động, làm trong đầu quán không tự chủ được hiện ra cái hình ảnh như thế. Mấu chốt, lão gia quả này còn thỉnh thoảng gào lên, làm toàn thân hắn dựng tóc gáy. Tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng mà cũng có một loại khoái cảm, làm cho hắn muốn tiếp tục nghe. Nếu Lý Dịch ở chỗ này, sợ rằng cũng phải thán phục lão giả. Lão không hổ là người kể chuyện chuyên nghiệp, vô luận cách tạo nên bầu không khí khủng bố hay là kỹ năng kể chuyện, hắn đều không có cách nào theo kịp. Dương Sinh tận mắt thấy ác quỷ quạ bì, chuyện xưa đã đạt đến cao trào, lão giả im bặt, sau đó nói, câu chuyện kết thúc ra sao, hạ hồi phân giải.
Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn đã chạy trốn chết. Có ý tứ gì? Cứ như vậy thôi à? Lại chơi cái chiêu này. Một đoạn này lão tử đã nghe 3 lần rồi, lão tử muốn biết tiếp theo xảy ra cái chuyện gì. Đám người không duy trì yên tĩnh được bao lâu, giống như núi lửa bạo phát, thậm chí ngay cả cầu làng cũng bị liên lụy, âm thanh ca hát biểu diễn bị lấn át, chỉ có thể nhìn khách nhân rời đi trên mặt đầy bi phẫn. Hôm qua, hôm nay là lần thứ 2 bọn họ bị đoạt mối làm ăn. Khinh người quá đáng. Lúc này lão giả kia trốn sau đài cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn biết tiếp theo là xảy ra cái chuyện gì, cái tên thư sinh kia chỉ kể tới đây thôi. Tối qua, lúc đầu hắn chỉ thử kể một đoạn chuyện quạ bì, không nghĩ tới sáng nay là có nhiều người đến như vậy, hắn đâm lao thì phải theo lao. Lần sau nếu vẫn vậy, bộ xương già này của hắn thế nào cũng bị đám người đó mang đi thôi. Trong sân, Lý Dịch đang kể chuyện kinh dị cho Tiểu Hoàng nghe, luyện tập lòng can đảm cho nàng. Từ xa truyền đến âm thanh lộn xộn, hắn và Tiểu Nha Hoàng không hẹn đều nhìn nhau hướng phát ra âm thanh. Tầm mắt bị tường diện ngăn trở, lúc định thu hồi, một cái đầu từ bên kia xuất hiện. Sau một khắc, sắc mặt của Tiểu Nha Hoàng trở nên trắng bệch, vô ý thức hét lên: "Quỷ!" Một khắc trước cô gia mới kể con quỷ bị đạo trưởng chặt đầu rơi xuống, có thể nói sau một khắc thì có một cái đầu xuất hiện ở trên tường. Sau khi thét chói tai, cái đầu trên tường biến mất. Lý Dịch nghe một tiếng ai giá từ trong miệng của thiếu nữ bên ngoài tường đối diện truyền đến. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.